Huấn xin chào anh chị đến với kênh YouTube HBK. Và lại là Minh Huấn. Trong video ngày hôm nay thì Huấn sẽ chia sẻ với anh chị những cái điểm thay đổi nâng cấp để giúp chiếc xe Fortuner bán nhanh hơn, bán chạy hơn, bán mạnh hơn tại thị trường Việt Nam. Và những cái điểm trong video ngày hôm nay Huấn sẽ chia sẻ với anh chị thay đổi chi tiết của dòng xe Fortuner máy dầu một cầu số sàn này, số tự động này, phiên bản Legender một cầu và hai cầu luôn, để cho anh chị có thêm thông tin về những cái sự thay đổi này anh chị nhá. Và tất nhiên rồi, cái video trước Huấn đã chia sẻ với anh chị về giá bán rồi, chi tiết rồi, thì anh chị muốn đặt hàng gọi hotline 0394046064 để Huấn và đội ngũ được tư vấn và nhận đặt hàng cho anh chị. Cụ thể với tất cả những cái phiên bản Fortuner tại thị trường Việt Nam trong tháng 5 năm 2022 này đều được nâng cấp thay đổi khá là nhiều cái option. Cụ thể là với phiên bản số sàn và số tự động một cầu á, thì sẽ được thay đổi đầu tiên đó chính là cái bệ bước chân của chúng ta. Cái bệ bước chân này hay gọi là ba vô lê ấy, thì hiện tại nó đang có màu đen đúng không ạ? Nhưng mà trên phiên bản mới của năm 2022 thì chúng ta sẽ được sơn hoàn toàn thành màu bạc luôn, để nó giống với cái phiên bản hai cầu máy xăng và máy dầu thời điểm hiện tại tại Việt Nam. Và cái điều đó giúp cho chúng ta có một cái xe nó, cái màu sắc nó hòa với nhau, nó đẹp hơn rất là nhiều trên phiên bản cũ là phiên bản hiện tại ở đây. Và cái điểm thứ hai thay đổi trên dòng xe Fortuner với phiên bản máy dầu một cầu số tự động, thì ở đây có một điểm thay đổi mà Huấn thấy rất là tích cực này, đó chính là anh chị có thấy là cái đèn sương mù ở phía sau không ạ? Hiện tại thì chúng ta chưa có bóng đèn ở bên trong này, và đây chỉ là một cái dải phản quang thôi. Khi mà đi ban đêm ấy, xe ở phía sau nhìn lên ấy thì thường khá là khó nhìn, nhưng mà với phiên bản một cầu hiện tại số tự động sẽ được trang bị là có bóng đèn sương mù ở phía bên trong luôn, tức là chúng ta sẽ được phát sáng ở phía sau này, dẫn tới là khi mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là vào cái môi trường điều kiện mà sương mù nhiều như tại miền Bắc mình á, thì sẽ rất là hiệu quả cho chúng ta, giúp cho chúng ta người lái ở phía sau cũng an toàn hơn, mà người lái xe cũng cực kỳ là an toàn. Đấy là cái điểm thứ hai mà đánh giá cao trên phiên bản Fortuner một cầu số tự động đó. Cái điểm thứ ba mời anh chị theo Huấn này, trên phiên bản số sàn và số tự động một cầu đều được trang bị là màn hình hiển thị đồng hồ ở phía trong, có khả năng là tăng và giảm cái độ sáng và giúp cho chúng ta nó hiệu quả hơn trong việc lái xe. Tại vì nhiều bác tài phản ánh với Huấn là Fortuner thì cái màn hình ở phía trong, cái độ sáng ấy, nó tối quá, nhiều khi mình nhìn, mình quan sát nó không được rõ khi đi tốc độ cao. Nhưng mà hiện tại thì nhà sản xuất đã lắng nghe được cái ý kiến đó và trang bị cho chúng ta rồi. Vậy là bây giờ chúng ta cũng bỏ đi được một cái sự tiêu cực trên chiếc xe Fortuner rồi đúng không ạ? Và thay đổi thứ tư trên phiên bản một cầu số tự động đó chính là điều hòa một vùng độc lập sẽ được chuyển thành hai vùng độc lập đó. Fortuner thì thật ra đối với Toyota ấy, thì điều hòa nó rất là lạnh rồi, nhưng mà lại được trang bị thêm một vùng độc lập nữa thì lại có hai vùng, và giúp cho chúng ta nó mát sâu hơn, công suất hoạt động của điều hòa nó ổn định hơn, nó tốt hơn rất là nhiều đấy, và cái khả năng điều chỉnh nó cũng rất là nhanh đấy. Đấy là cái điểm mà trên phiên bản một cầu số tự động được trang bị anh chị nhé. Và với phiên bản số sàn ấy thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn sương mù đây đó. Trên phiên bản một cầu sẽ được trang bị đèn sương mù, và một số sàn được trang bị đèn sương mù, và sau khi trang bị thì nó cũng giống như này luôn đó anh chị nhá, nhìn nó đẹp không ạ? Riêng Huấn thì thấy là trang bị thêm thì giúp cho chúng ta tăng cái khả năng chiếu sáng, và đặc biệt là khi đi trong cái điều kiện môi trường có nhiều sương mù. Đấy là những cái trang bị trên cả hai phiên bản số sàn và số tự động một cầu, và giá bán tăng thêm 27 triệu. Và thứ hai đó chính là phiên bản Legender sẽ được trang bị những gì. Đầu tiên là trên cả phiên bản một cầu và hai cầu Legender thì sẽ được trang bị thêm công nghệ rất là an toàn, đó chính là cảnh báo vượt chân gương BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA đó. Đấy là những cái điểm thay đổi trên phiên bản Fortuner Legender. Và đặc biệt nữa là đối với những ai là tín đồ của âm nhạc, thích nghe nhạc, thì đặc biệt nếu anh chị mua chiếc xe Legender bản một cầu bây giờ cũng được trang bị, đó chính là 11 loa JBL, nghe nhạc thì cực phê cực đã, bung tận nóc luôn. Đấy là một cái điều mà nhà sản xuất đã trang bị lên cho chúng ta rồi, thay vì đi đổ đẽo loa thì bây giờ đã được trang bị sẵn rồi anh chị nhé, rất là hữu ích và rất là tuyệt vời. Đấy là những cái thay đổi trên phiên bản máy dầu một cầu số tự động bản Legender và phiên bản Legender hai cầu. Và ngoài ra thì đối với cả hai phiên bản của chúng ta,
thì đều có trang bị thêm màn hình kết nối thông minh và giúp cho chúng ta kết nối màn hình cũng nhanh hơn và tiện ích hơn rất là nhiều. Đó là và vừa rồi thì Huấn đã chia sẻ với anh chị những cái điểm thay đổi trên dòng Fortuner một cầu, hai cầu và phiên bản cao cấp Legender. Nếu anh chị có bất cứ câu hỏi, bất cứ thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới màn hình hoặc gọi điện hotline trực tiếp, thì đội ngũ luôn nghe máy 24/24 giải đáp mọi thắc mắc cho anh chị. Và đặc biệt là nếu anh chị muốn đặt xe tất cả các phiên bản của Fortuner thì gọi điện cho hotline 0394046064. Happy Car luôn luôn được hạnh phúc khi được phục vụ anh chị. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, like để ủng hộ đội ngũ Happy Car. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.